Vì sao con khóc? Ông là ai? Ta là Bụt đây. Ông Bụt ơi, sao con? Sao một đêm này cánh rừng của con đã bị cháy hết rồi? Bà con thì già rồi. Bà ơi, củ gì này? Ủa, củ gì vậy con? Nào lên đây ngồi với bà này. Ra tao ăn một miếng rồi đấy. Con ạ, mà ngon lắm. Ờ nhờ, bà cũng không biết củ gì mà sao trong rừng cháy thế này lại có củ này nhờ. Cháu ngoan của bà đã lớn thế này rồi đấy nhờ. Đấy, bà nuôi bây giờ đã lớn lắm rồi, bà đúng không? Ơi, sao con? Bà già rồi, bây giờ bà không cần đi đâu nữa. Con sẽ đi kiếm củi về bán, đi mua đồ cho bà ăn nhé. Thế à, con sẽ đi vào rừng kiếm củi đúng không? Vâng ạ. Ồ, con đi đường phải cẩn thận nhá. Vâng ạ. Ờ, thế con đi nhá. Vâng ạ. Con chào bà, con đi đây. À, con đi cẩn thận nhá. Hết rồi. Mình kiếm được nhiều củi quá. Nhìn này mình tha hồ tiền. Thôi, bây giờ mình sẽ đi ra kia để bán thôi. Chỉ sau một đêm hôm nay mà tất cả cánh rừng của mình đã bị cháy hết rồi. Chắc mà mình đã chết đói rồi. Vì sao con khóc? Ông là ai? Ta là Bụt đây. Ông Bụt ơi, sao con? Sao một đêm này cánh rừng của con đã bị cháy hết rồi? Bà con thì già rồi. Thế à, lúa ở đây đã bị cháy hết rồi đúng không con? Đúng rồi. Bây giờ ta cho con một điều ước, con muốn ước điều gì? Con chỉ ước có đồ ăn cho bà con ăn thôi. Con đúng là một đứa con hiếu thảo. Ta hiểu rồi, ta sẽ hiểu điều của con nói. Ta đi đây. Ừ, cháu về rồi hả? Ơi, sao con sẽ lên rừng cắt kiếm củ mài cho bà ăn nhé. Ừ, con đi lên rừng cẩn thận nhá con nhá. Rừng mới cháy đấy nên con phải đi cẩn thận nhớ chưa? Vâng ạ. Ừ, con đi nhá, đi sớm về sớm nhá. Dạ, con chào bà. Bà chào con. Rừng cháy đến nỗi mà không có củ gì để ăn á. Ơ, củ gì như thế này? Thơm thế, rừng cháy ấy. Ta chín hết rồi này. À, hay mình bẻ một miếng ra ăn đi. Ngọt mà thơm mà ngon lắm. À, mình phải mang về cho bà mình ăn cùng thôi. Mình tự là hết nhiệt. À, đây giờ là một củ nữa này. Wow, củ to quá. Lấy không? Đây rồi, một củ ở đây rồi. Mình cầm về cho bà mình ăn thôi. Bà ơi, con củ gì này? Ủa, củ gì vậy con? Nào lên đây ngồi với bà này. Ra tao ăn một miếng rồi đấy. Con ạ, mà ngon lắm. Ờ nhờ, bà cũng không biết củ gì mà sao trong rừng cháy thế này lại có củ này nhờ. Củ này ở đâu ra hả con? Con đêm hôm qua con gặp Bụt. Bụt cho con một điều ước, con bảo là con chỉ muốn bà con có ăn để ăn thôi. À, thế chắc củ này là Bụt đã cho chúng ta đấy con ạ. Củ này ngon thật con ơi. Ngọt và rất thơm. Bà ăn xong bà thấy khỏe hơn đấy. Con ơi, vậy con hãy đi lên rừng, con tìm xem còn củ nào không, còn xem là có cái thân có củ nào còn sống không, chúng ta sẽ mang về dòng và chia cho dân làng cùng dòng cùng ăn con nhé. Không, mọi người cũng đang giống chúng ta đang bị chết đói rất nhiều con nhé. Con đi lên rừng tìm thêm nhé con nhé. Con chia cho mọi người nhé. Con chào bà, con đi đây. Con đi cẩn thận con nhé. Ôi, mình có một đứa cháu thật là hiếu thảo. Thì ra đây là củ mà Bụt đã cho, vậy là chúng ta đã được cứu sống rồi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.